Xin chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú nha. Hôm nay về được cái mẫu khoan Makita nè. Mẫu Makita này không chó thang nè. Chân pin nó mà 21 4 phân của mình luôn nè. Đó. Này nó về được này thì mẫu này nó cải tiến được, nó vẫn cái mẫu gọn y gan như mẫu được trước vậy đó. Mà nó cải tiến thêm một chức năng nữa là có búa luôn. Đó. Mặc dù nó gọn thiệt mà nó thêm chức năng nó có búa cho anh em với các chú. Khoan cho nó nhanh nha. Đó, mẫu này mới đẹp. Đầu này đầu 10 ly nè. Đó, có đầu 13 ly sai bằng sắt luôn. Nó về được hai mẫu. Giá thì rẻ lắm. Cực kỳ luôn. Thì thử chức năng của nó, thử chức năng búa của nó, tại vì lúc trước giờ thì nó chưa có búa. Giờ thì nó cải tiến thêm cái chức năng búa nè. Không thang thì tốc độ quay của nó thì anh em ai cũng thích, nhân về nhận được hàng thì cái mẫu này ai cũng khen. Đó. Ai cũng khen nó, ai cũng khen cái nó nhỏ gọn mà nó mạnh. Cấp trượt tới 20 số luôn nè. Không. Đó, có búa nó lắc đó thôi. Có búa nó vọng thêm đó. Thì cái mẫu này có 380 thôi nha anh em. Đó, 380 thôi, quá rẻ luôn rồi đó. Mẫu mới, mẫu này ai cũng thích chứ nè. Thêm có 30.000 thôi là chức năng có búa luôn. Rất là gọn. Mẫu này nhỏ gọn nha. Nhỏ gọn, nhẹ hiều luôn. Cho anh em bắn chằn, bắn này kia, mang theo leo trèo này kia rất là gọn, có 900g à. Đó, 380k. Còn cái mẫu này thì mẫu này nè, mẫu 13 ly nè. Mẫu này thì có búa đó giờ rồi. Đó. Thì chân pin cũng M21 luôn. Đó. Đó. Này thì nó 490k. Nó thăng không à. Giá thăng đó. Còn cục pin thì nó mắc lắm. Cục pin mắc hơn máy nè. Cục pin này thì tới 800 là xài 217 nè. 8A nè. Anh em không có tiền thì tiền khả năng mình tài chính yếu thì mình mua cái loại Makita 450 là xài được à. Xài được 5A. 5A là được pin tháo khối á, là loại Lysen được 5A 450 luôn. 5A lăng nha. Đó. Đầu này cái này thì 490 nè. Đầu 13 ly sắt này 490. Đó. Bên này tới 800k là nó. Rồi qua mẫu nha. Cái này là 490 nha, đầu 13 ly nè. Đầu sắt 13 ly. Rồi tới tới chiên vít đi, chiên vít Makita nè. Nó chiên vít mẫu này thì nó có 450 thôi nha anh em. Tuy nhỏ gọn nhưng mà nó mạnh lắm. Gió bay vèo vèo vậy đó. Chiên vít thì 450, còn ô long nè. Ô long này nặng lắm. Đó. Ô long này nó gần 2kg, 2kg. Ô long này là nó bự mạnh, bao mà anh cho em mới cài luôn, bao cho anh em xài mấy cài luôn nè. Trâu bò lắm. Nó có chỉnh tốc dưới đây nè. Chỉnh tốc 1, 2, 3, 4 nè. Đó. Còn ở đây là báo pin. Báo pin nó để bên đây luôn nè. Ốc yếu yếu là nó bắn tôn găng luôn nha. Cái này xài mấy ốc bự á. Rồi cái thân bu lông này anh em xem sơ lược, giá nó thì nó có 590 thôi, quá rẻ luôn. Này là mẫu này được trước tới 900 rồi, mà đợt này nó giảm giá mạnh á.
lực thì bắn thì ốc nhỏ nhỏ là sợi tuôn răng luôn. Rồi qua mẫu nha anh em, cũng đơn giản vậy thôi. Máy cắt, máy cắt thì 400 đó. Bên tháo khói của thằng Lysen nó chính hãng đó, 4-5 ampe đó, có 450 thôi. Còn anh em muốn xài pin tốt nữa thì em báo giá cho nha. Ra hơi gió này rất là mát luôn, nó có tay cầm với đầu dặn với cái đầu chụp nữa. Đó, cái này thì 400. Anh em chốt món nào thì điện thoại cho em, số điện thoại trên màn hình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.